Ok, hello và chào các bạn trở lại với channel của Anormal Gameplay. Đây là ok, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến Stardew Valley. Dạ, lâu rồi, mình đang ngày 28 rồi. Là mình cố làm clip ngắn ngắn thôi, rồi hết thôi. Còn livestream thì chúng ta sẽ đến là mùa 5 năm sau, đấy. Đó là năm sau, thì mình sẽ stream tập tuần sau thôi, tuần sau. Làm mình sẽ chơi tập khoảng 2 giờ, không? Các bạn, không phải 2 giờ mà là một tuần rồi không, một tuần mới chơi trước đã chơi game này, bây giờ vẫn chơi này. À, rồi anh em bắt đầu giá trị nhá, anh em đừng quan thường tôi phải không, vấn này đánh đất căng không bây giờ này. Hai 20 đam, 25 24 đam, mà tôi không dùng kiếm này, tôi sẽ dùng kiếm cái công cụ kiếm này. Không đập được à? Đánh ngay thôi. Đánh cả nồi à. Còn cái ná, ná dùng gì? Không có đạn. Má không có đạn. Biết là dùng cái này đúng không? Mai lại chụp một cậu cá, sống trên đời một cậu cá nữa chứ. Anh sống một giờ tao vừa nãy ui đi mẹ, không phải ý bạn ơi. Cố vít bên này về đồ mới nè, chắc câu quần quạn nó mới lên. Cá sông có câu đó các bạn, cá trên sông có câu cực. Wow, bây giờ là ta cứu cá. Ui mấy con cá này tôi còn quải với câu luôn, sợ cực. Câu nào may là mình sẽ gọi là quyết định thì được tôi kiếm chuồng gà thôi nào thôi ông ơi. Uầy là 10 tháng tuổi bán rồi. Uầy các bạn thấy không, nó là ăn gì. Uầy đẻ trứng luôn kìa các bạn ơi. Uầy nó bán, nó đẻ trứng các bạn ạ. Tôi lại phải đi ra mua một tí đồ. Ai mua như thế tôi đi đào nhà kia phát đào này trứng đồ kinh sự, đi có mấy ngày mà đẻ trứng rồi đâu nhau. Đó là tiền tôi chăm con cụt rồi, thế là rất là nhiều thật sự. Ok tôi sẽ đi kia để nuôi mấy con gà các bạn ơi. Giá thì muốn là tiền bạc nó sao cho bạn bao nhiêu đây một quả nha. Sẽ trứng khá ít các bạn ạ, 7 cái thủ ra này cho chị nó 15% thôi mà nhân với 6
Để 90 thì quả này cũng chỉ tầm chung là ít lắm, không có giá trị mấy bạn nhớ. Ngoài ra sắp mùa xuân rồi, tôi sẽ chơi mùa xuân rồi, nó sau này livestream mới chơi tiếp. Đơn giản. Đây đây, đây là 50 cái. Tôi phải mua 10 cái mới sống được. Được, 10 cái. Đấy. Còn 10 cái sẽ một sẽ đem đi trả cho bọn kia mấy ngày trước loan một cái các bạn. Mấy ngày loan một cái sau mai mình tiền mua tiếp 50 mà. Nhẹ 50 đắt hơn là trứng. Tôi không nhớ kiếm hay thì chắc tôi phải kiếm một cái này, kiếm được một cái này. Đây kiếm được khô. Bạn sẽ ăn hết các bạn, ăn hết cả nhắn. Mày chỉ cần cho nó ăn này. Sao có sinh ra cái vấn đề gì gì mới ăn tiếng. Đó. Tôi bây giờ sẽ gọi là đem cho ông đại già nâng cấp cái rìu của chuối của mình lên. À, tên không cầm đồng nhá. Có đủ đồng để cầm nhỉ. Đồng hiện tại có là cũng có. Đấy, bảy thỏi là hơi nhiều đấy. Tôi còn rất nhiều nhiệm vụ này, chúng biết được xong không? Đầu tiên là đưa cho chúng ta đi ra có là bass cả ca ca sông quá. Chắc chỉ để rơi ra nhưng không mà cái nhưng mà không luôn. Dạ, thật quá bạn ơi. Câu là kiểu sáng chỉ mị nay không câu được. Chán. Đây là ngày cuối cùng rồi các bạn ơi. Nó đủ mang ngày cuối cùng rồi nè. Hay nhỉ. Nào tôi kết thúc ngày cuối cùng khá là nhanh. Mọi người ít không? Ảo hết đấy. Ảo à, rồi em. Ông là ngày cuối cùng rồi. Ôi kệ. Gọi là chả phải đến mùa đông. Xong xuân. Công và xin năng. Yeah, giờ mà sẽ đi mua kiếm mới là có cốt thử nhá. Tôi chỉ có đạn thôi. Đạn, đạn mua. Nhưng mà đạn vẫn giả thôi chứ. Đạn vẫn đắt thì thề bạn không ai mua nữa. Kinh doanh thì giờ tôi sẽ lấy bên kia hoa này giữ hết đi mọi người, cả chuồn hết đi. Không xong cái nào mà nó không xong cái nào ở đây đừng xa với ấy xa cái nào đây có chung mỏ nha không giỏi đấy. Sợ đây. Có này đi được đường rồi là khác không? Cái này là gì? Ở đấy, đường cụt luôn. Chắc là đường cụt. Đây. Okay. Chuyện nữa chúng ta phải... Gì? Okay. Đó. Đây là kiếm cướp biển này. Nhờ cái mua 10.000 nữa nhá các bạn thấy không, mà mình có cái này nè quá là 100-200 cái sự tôi không biết là tôi sẽ lại mua cái này kiếm này nha. Bạn này chết chết thì không quá rồi tôi không xuống tầng thôi. Mà tao biết đạn cái này là cái gì nhỉ? Quá cái viên tròn tròn nhỉ? Bùm bắn chết. Tầm bắn nó rất thấp bạn thấy không? Tầm
mà nó thấp được thì mình sẽ chưa không sẽ bỏ đây là một cái đồ mới không cung bỏ ra à chỗ cái nhịp không có gì các bạn nhiều mà chỉ thế thôi nhỏ like nó sẽ like stream sẽ đăng ngày sau bây giờ cũng sẽ nhắc nghe ui mẹ mình tím với ông ạ à. Ôi ok tôi kia tôi đã chia tay được một loại thuốc rồi có gì giới thiệu thuốc này thuốc trường sinh bất tử không thuốc trường sinh bất tử này tôi sẽ chế tạo ra giờ tôi biết tôi xuyên bị dưa nhưng mà quá fuck bạn ơi tôi luôn trong tình trạng là ba cái mà không chế tạo được cái gì cái kia tại sao tôi lại dùng cái ngu quá hồ đồ quá tại đâu đen như cứt đen như cứt các bạn mẹ hiểu trong được dương vàng có không ồ trong không có dương vàng đã không có rồi ok biết là cuối mùa yes năm thứ hai rồi năm thứ hai thì tôi cũng quay luôn năm thứ hai người ta oai một sơn mắt xin chào ở đây tên ta là Ken ta đã quay trở lại ta phải tự quay lại vào tối nay ở ngoài biển vợ của ta nói với ta rằng là có một người nông trại một cái ông chủ nông trại nó mới di chuyển ở trong khi ta đã đi tôi đã gọi cho introduce myself cho bản thân tôi sẽ xem xung quanh đi ra nha có cái tôi một hoa u gà 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 hai con gà thôi hai con gà đáng yêu vờ cờ lờ ra và bây giờ là tôi sẽ đường đi để đồng tại hư cực chứ quả lại một quả xương xương một quả mà một quả thấy không một gà nó chán hết hai cái này và hai cái sẽ hết đấy ai có khu ạ muốn nó sống nó sẽ ăn ở mùa năm mới đọc bãi và rất là nhiều nơi sơn ở như có cái gì đó bây giờ nhiều chúng ta có một cái gì đó điều Robin không có gì mới cả nói chung là một xuân tôi sẽ phải đi mua mấy cái linh tinh phải không sẽ cần một ít cái hạt giống đâu đây tôi các bạn biết rồi nhá tôi sẽ chỉ cho bạn một cái vài mẹo đi chơi này biết đấy là khi mà bạn mà đào bạn phải bạn phải đào gần như là cái gì để nấm có mọc không nấm có sợ nó mọc anh nó không ra đâm lớn nữa hay gì không biết ai đã trồng cái này luôn không biết ai đã trồng cái này bọn nó sẽ lại đi mua hết à là giống đợi ít tiền ok tôi ngày mai trồng được sao cả không ba ngày đi biển cái chấm cá ở những thứ khác trồng đã trả nước ở đây đúng không có bụi chắc tôi sẽ vô dụng mà không có quả nào tôi tưởng sự này chả là lớn quá thì thế mà mình nhìn này ok thì là phải lấy cái bị phân bón rồi vật này vào đây
nước vào cái nước. Nhìn kia như kích như cái gạo gì nhỉ. Bây giờ thôi món kia tôi sẽ phải đi đào mấy này rồi. Đây đào mấy chẳng có hạt giống không ạ? Ok. Cơ mà năm mới này là thứ sẽ ổn hơn với tôi thì nhiều thứ rồi. Một tuần trôi qua tôi đã tóm bách lại cái mùa ấy. Đúng rồi, chơi game bây giờ luôn đi sợ bỏ hết rồi, không hiểu sao nó sợ là đá hoặc lên nó sợ bị chết nó thì sao. Theo một năm thì tôi một năm mọi chuyện đã khác, tôi không còn thấy được cái sự mạnh mẽ hồn ngoan sự là nếu mà nó chết nhẹ thật chết tấn là bạn phải mất rất lâu để chống lại đã thay đổi, bây giờ nhận được cái thay đổi chứ. Đào cho nó gọn đi. Có cái hạt giống nào nhỉ? Cô đưa tự đào là những cái hạt giống nhỉ? Có hạt giống. Bây giờ việc của tôi ấy, sẽ phải đi đi mua nhật mới ấy. Hôm nay ta sẽ mua vài một ít. Và ngày mai ta lại mua một ít, được không? Sống mình sẽ ở nhà chùa nhỉ? Nhà chùa của em là một cái play sẽ bắt đầu xem nó lại được cái gì nè. Ô nó cái gì vậy? Xuân cho mọc quả như mà cho mọc. Mình nhớ lại đúng như cái lúc mà người ta mới chơi luôn còn một tuần trước. Chính xác là một tuần trước. Ngày đầu tiên xuân luôn. Nice. Ok, bắt đầu cho 35 cái copper ores. Ok. Ok, nghe là chúng ta phải là 35 quả ra để tôi. Đây rồi. Tôi sẽ mua mấy cái một loại này. Có nhiều chút tăng trưởng này nhưng mà không thích dùng đâu. À, tôi nhớ tôi có mấy cái loại tôi còn chuyên cho trồng cơ. À, potato này. 4 loại về tôi trồng. Trồng tạm không? Trồng tạm. Và tôi trồng tiếp. Mua tiếp. À, tôi không có gì tiền nhá. Và người ít tiền phải đấy. Tôi là rất nhiều việc trong một xuân mà nhau. Mình chết là tôi không trồng tí nào thì không trồng được. Để tôi đã trồng ở phần tầm nha, phân bón rất nhiều đâu. Tôi còn đúng lắm mình chưa làm luôn. Vậy kiểu gì nhỉ? Kiểu gì quên mất rồi. Cái hạt cái phần bón ống sáp mà ống sáp thế là không có cái sáp nhé. Cô sẽ phải lấy cái sáp này. Tính ra là ở lúc chơi gặp Trung Quốc ấy Quốc ấy ở mai trồng được phải đi ngủ chính không. Nó lễ hội là mai sẽ ăn nó sẽ hoặc là dễ dàng cho tôi hơn. Bảo tôi sao tôi quên không nhìn đảo kìa. Tôi hồ đồ quá. Trời ơi, dìu tôi sẵn sàng đi thôi. Không, say no. Một giá chất lượng cao là vậy tốt chứ. Anh mà sẽ chất lượng sẽ cao hơn là gì? Mà xin phép tôi đi đào quốc anh xin lỗi ông nhá. Thế quá. Đấy không? Tôi giảm 3 cái này cầm tiền với nhau không? Tại không cần. Kiếm nhiều 4 cái này kiếm nhiều 5. Tôi lại không nhanh chóng nhưng mà tôi chưa hết.
sinh sâu. Đây sẽ bán không có giá trị gì luôn. Thế mà bán à, không được thuốc kia, không tận tâm như sẵn. Ok, giờ ta sẽ cùng đi qua đó. Còn mà cây xanh không thấy cái món nào thì mình hãy chuồn chán. Để ông lưu viết ra game rồi sẽ xuống. Ô xì là ở lick này, cái lick tôi nhớ là nó trong kia cái xuống tầng ngang hơi đầu quá như kia số yêu cầu. À, nó phát ngay bên biển. À, lên đây trời ơi một hit thú sướng à. Hai hit các bạn quá dễ nhẹ nhàng thôi. Mày đừng có con bướm bướm này ra người trắng lắm. Dưới ra là phải bó, mà cái cốt chim tôi sẵn sàng luôn rồi đó. Tiếp nhận được mà con bướm nó còn bên đây bạn ạ. Nhà nó quay gì. Rồi nghĩ bà là ai rồi đối với mình. Trần Dương ơi, trong 3 ngày mình mà tôi nghĩ tôi đã rồi. Ngay mà bộ phá chết là rồi mũi không có tụt phải tôi này nhở. Bây giờ nhớ là tầng cái nào đâu nhỉ. Dân số tầng 5 gạt rồi. Nó sẽ dậy nhỉ. Khi tôi lại có một sản chiến đấu cao hơn. Tôi chiến đấu là tầm cấp 5 rồi. 4 rồi, mấy cấp 4 là tôi lên đồ giá trị nhỉ. Mấy đá là to như của tuổi thôi. Chết đi. Một khi chết lần giả nhau chỉ lần giả nữa đủ kiếm kiếm cộng đồng thì đáng hơn là cái. Ui! No! Ui! Ui! Ui!
số thì nó bán bao nhiêu? Gì? Các bạn thấy gì chưa? 112 trên 15 phần trăm là chỉ vì kim cương. Ok, tôi sẽ giữ nghìn kim cương. Ôi, nói gì đi. Nói gì đi chứ. Không nói gì. Ghét nhân phẩm Việt Nam luôn. Các bạn thấy không? Muốn mà đào kim cương tôi nghe nó phải đào kiểu như là sâu. Đáng gì nữa. Tôi nghe là phải đào, bạn đào sâu tận gần như cũng đáy vỏ, bạn nhận chắc nó là móng cương. Nghe nó thế không? Thật thế không nhỉ? Nhưng mà quá kinh, quá là điều đó, quá tuyệt vời cho ngày hôm nay. Anh nhìn giá trị bán được 15%, cái dinh cương giá phải 700 vàng ấy, bạn bán hơi tiếc. Hơi tiếc thật. Đây vì tôi sẽ không bán rồi, nhìn nhìn sẽ không bán rồi. Ôi bạn ơi, là 48 mới đào được sắt thôi, toàn là đào mới đào được kim cương, còn lâu lắm. Anh chỉ nói là tham lam quá ngu dốt, nhìn chi nó không sai, tham lam quá ngu dốt mà không làm nó lại quên mất rồi. Ấy, hai quả, nó xong rồi. Quá đủ. Thế mong mọi người còn mở cửa đi phải 5 năm giờ. Giờ đã 5 giờ tắt. 5 giờ, 5 giờ đóng cửa rồi. Xuống xuống xuống. Nhanh 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 nhanh. Speed run. À đi giờ hãy đi. Đi nhanh hơn. Ok. Nhanh, giờ ăn quả vỡ mồm á. Nhanh này, ăn quả vỡ mồm. Tầm mùa xuân đây là nhiều cây lạ lạ nhỉ. Để ăn được luôn. Đây là hoa. Đây cũng là hoa thôi. Quả, lâu rồi. Nghe giờ, giờ. Hết giờ rồi, ông đã đi rồi sao ông không về? Chỉ là thương thôi. Cứ mỗi đêm về rồi. Từ, chưa xong đâu. Ok. Ok bạn ơi, bây giờ tôi vẫn sẽ đi kỳ xong. Đẹp 7 giờ mới sẽ có mặt. Bây giờ tôi sẽ thử qua mấy cửa tiệm xem nó có cái nhà không. Tôi tặng cho nó bấm đồ ấy. Có cái này nó tỉnh thẳng thế. Kìa. Nó mua là biệt luôn ạ. Tặng nó cương cho nó sẽ phản ứng như nào không. Ờ tôi tặng gái kim cương cho phản ứng nó nào nhé. Tặng gái kim cương này là điều quý tôi từng làm thôi, nhưng mà tôi phải được gần khách hàng thử 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 đây chỉ thích kim cương mà điều khó mà như kim cương nó khác. Cái ta cần giữ cho nghệ thuật của cái sống to chào cho cô xin là cực bao chấp lắc ồ các cô lắc gì đấy chào chắc chắc gì bạn.
Ok, tự nhiên mà sẽ ái kim cương, ái kim cương cả. À, cho cái chị đại. Chị đại em với chị đại ơi. Ờ, chúng tôi đâu? À, mà mỗi tuần cho một cái sống cái giữa giá. À, tôi đang thực sự béo rồi đi. À, tôi béo tôi nhìn thấy bạn lại béo thật các bạn. Tôi đã là nếu mở game cho tương tác nhiều hơn thì có thể là game sẽ hay hơn. Ra người ta là chưa tin gái về hay là bất kỳ một ai cãi không luôn thì thách nữa. Đến chậm tí thôi mà. Sao mà căng rồi à, căng ghê. Ok quán quán này xem ở có nhà không? Tôi mong cũng sẽ có nhà. Ok ok nhé 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 ba mươi rồi nhé ô khu đây các bạn có đây là ông ấy xe gọi là sao nhỉ à, chơi mất tiền ok điều nó vẫn ngồi nó chơi nó là quán nào mở cửa cái gì nó đã lăn về lâu lắm không cửa nó đúng rồi không sợ đi một tí là nó chạy ngay đêm này nó kiểu thế bạn kêu có nhà không ơi không chung ông nè có sự trả lời được chưa đến ngày sáng chạy đến ngủ à nhà 7 giờ tối đi đến the saloon này ông nhà 7 giờ là đi đến thôi chắc ông ấy đến nhỉ nào đến ông ấy cho nói rồi cố lại mong sẽ có nhà bây giờ 7 rưỡi rồi giờ 40 rồi 8 giờ đến rồi chào ông ấy còn ở nhà kia tôi luôn tại bạn chắc chưa ai đến đâu tại nó phải đi trên đường đến đó à đúng không yes tuyệt vời có đâu ông ơi cho ông ấy tặng ông này nhé đấy nhưng mà tương hệ ta đã lên mức 2 sao rồi ở ngoài nó có rất là tin tưởng rồi không sống là như thế sẽ sống là sống thì là chúng ta không thấy ai ở nhà nhà là con số họ hiểu là nhà người ta nhưng mà mình ta sẽ hiểu là một số gái cứ nghĩ là tôi đang này người giao dịch của anh nhà con gái cũng không phải lại chắc nó ngồi dưới trên nhà thì phải đi nhà anh có làm nhà rồi nhà anh cha nhà đâu nhìn quả tóc kìa nó là ngồi nó đi gì cái mắt rồi đấy ok ta sẽ quay lại tôi thử thách đêm đó tối trời 2 giờ khuya nhưng anh ấy vẫn đi trên đường thì kim cương quý lắm các bạn ạ còn người ta thích kim cương đúng không nó sẽ tự tặng kim cương và tao là người di chuyển kim cương mà ok. Ok, chết, đổi thử tí nữa còn nữa. Rồi uống nước à uống nước đây à, đâu
Ok, cái này là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và chúc cả một ngày vui vẻ nhé. Giờ tôi sẽ buổi tay ở đây thì muốn xem hay đợi sau đi. Nó sẽ stream tiếp mà. Mai mưa. Ok, làm đi không? Bye, xong luôn đấy. Tôi gặp nha.